Dung mến chào cả nhà. Chỉ còn vỏn vẹn một ngày nữa là đến ngày lễ Thanh Niên Viên, ngày lễ gà toi, là ngày lễ lớn ở nước Mỹ. Hôm nay Dung muốn chia sẻ với cả nhà là Dung ướp nướng gà toi. Con gà này là Dung mua ở Costco. Người ta có bán nhiều loại lắm, mấy chục phao cũng có hết. Nhưng mà Dung chọn mua là con gà dưới 20 phao. Con gà dưới 20 phao đó là để cho mình nướng thịt nó không có bị khô và nó là thịt nó ngọt. Trước khi các bạn mua gì, các bạn đừng có xé bị cái bọc này ra. Các bạn coi thử người ta chỉ con gà này là của Dung là 19 phao. Người ta ghi là 18 tới 20 phao là nướng 4 tiếng rưỡi đồng hồ. Là con gà của Dung là 19 phao là Dung nướng 4 tiếng rưỡi đồng hồ. Thời gian nướng 4 tiếng rưỡi đồng hồ mà lúc thời 1 tiếng đồng hồ đầu á, là Dung nướng là 400 độ. Còn 3 tiếng rưỡi đồng hồ sau á, là Dung nướng 350 độ. Rồi sau khi mà gòn chín á, trước khi nửa tiếng đồng hồ chín á, là Dung mở cái ráp ra cho nó rám cái da gà rất ưng làm nó đẹp. Bây giờ Dung đi rửa con gà này. Dung đi rửa con gà này rồi Dung sẽ trở lại. Con gà này là Dung đã rửa qua nước muối xong rồi. Con gà 19 phao này là Dung ướp với mấy gia vị này cũng rất đơn giản, chứ cũng không có gì mà cầu kỳ lắm các bạn. Là Dung có là ướp là 1 cốc rưỡi muối, 1 cốc đường, 1 cốc chicken broth là súp gà, 1 muỗng bột tỏi, 1 muỗng tiêu sọ. Tiêu sọ làm cái màu trắng để mình ướp vô gà cho nó khỏi thấy con gà nó có màu đen. 1 muỗng tiêu sọ mà nó thơm lắm cả nhà. Hai lon nước coco. Dung ngoại đều lên xong rồi à, 1 chai bia. Nếu các bạn có rượu thì các bạn ướp 1 cốc rượu. Dung thì Dung ướp 1 chai bia. Chai bia mình ướp làm cho thịt gà nó thơm. 1 chai bia. Dung gọi đều lên. Và các bạn đừng có sợ mặn. Tại là Dung có ướp 30 cốc nước lạnh vào trong cái gia vị này. Các bạn gọi đều lên hết. Dung gọi đều lên nhưng mà không thể nào mà quên được tiêu hột. Dung bỏ vào 1 muỗng. Nó hăng quá. Nó hơi bị hăng. Rồi Dung dùng cái bao này á. Dung dùng cái bao này. Cái bao này đã dày lắm các bạn. Dung dùng cái bao này á, Dung bỏ con gà này vào. Dung gọi đều lên cái gia vị này. Sau rồi Dung bỏ con gà vào cái bao.
bỏ gà vào bao Dung chớ cái hỗn hợp và gia vị này vào trong này. Giờ Dung bỏ con gà vào cái bao này. Dùng cái gia vị á, Dung pha sẵn rồi, về Dung chớ con gà, chớ vô lên con gà. Xong rồi Dung dùng 30 khúc nước lạnh, Dung chớ vào luôn. Đây là mình, xong mình cột chặt lại con gà nó thấm, nó thấm ướt, nó thấm lại đó. Một chặt lại nè, nữa qua đêm. Con gà này là Dung đã ướt qua một đêm rồi, giờ Dung cắt củ cà rốt, hành tây, apple Dung bỏ vào. Dung cắt hành, hành là Dung cắt bự, tại mình bỏ vô mình nướng không có cần gì, mình cắt nhỏ. Dung cắt apple luôn, apple Dung cắt bỏ cái này đi, tại mình nướng cái ruột bên trong đó nó bự lắm, không có còn cắt nhỏ. Cà rốt thì Dung khối còn là gọt vỏ, tại mình bỏ vô mình nướng. Nhìn thấy củ cải là thấy còn ngon quá rồi, bỏ vô trong ruột con gà nữa là nó ngọt mơ lắm. Cầm con tàu cũng cắt luôn, thơm mơ luôn. Gam á Dung cắt một cái, gam ở nhà Dung có và nó thơm. Thơm quá luôn. Gừng thì Dung dùng một gỗ, Dung cũng đỡ vỏ luôn. Nướng là thơm. Dung bỏ bên dưới này ít, xong rồi Dung bỏ bên trong con gà. Rồi cái này Dung bỏ vào bên trong con gà luôn. Thơm luôn. Nướng củ cải này chảy nước ngọt ngon, thơm ngon luôn. Tỏi á Dung đập một nấm á, Dung bỏ vào luôn bên trong luôn. Tối mà bỏ vào con gà mà nướng là thơm lắm.
khi nếu ha là vô một rửa bỏ cái gỗ bên mờ vô để cho nó ra chất ngọt, nhưng không có bỏ. Rồi nhưng bỏ con gà vào, quá nặng ghê luôn á cha, 19 phao. Dung bỏ con gà vào, Dung không bao giờ quên là chứa một lon nước súp gà. Lý do Dung bỏ chứa lon nước súp gà là gì? Để mình lơ nước súp gà nó có chất ngọt, chất ngọt nó làm cho da gà nó thêm nó ngọt luôn, nó khỏi có bị khô. Xong rồi Dung bỏ xong rồi đó là Dung dùng giấy bạc, Dung ra Dung ráp lại. Dung bỏ con gà vào lọ, Dung bỏ gà vào lò nướng 4.5 tiếng đồng hồ, mà một tiếng đầu thì Dung bấm 400 độ, 3 tiếng rưỡi đồng hồ sau là Dung hạ xuống còn 350 độ. Và trước khi nửa tiếng đồng hồ là Dung tháo cái bạc ra để cho con gà nó chín màu da nó rám rám đẹp đẹp. Giờ là gà của Dung đã nướng chín rồi, giờ Dung mở cho cả nhà xem. Wow, bay cái mùi thơm quá trời luôn. Bốc hơi lực, mùi thơm của củ rau củ trái cây, thơm quá trời thơm luôn. Cái màu da, ôi giời ơi cái màu da của con gà rất ư là đẹp luôn. Đẹp quá luôn. Nhân ngày lễ Thanh Nhi Minh, Dung cảm ơn tất cả các ông bà cô chú bác anh chị em bạn bè đã luôn ủng hộ kênh Dung Richmond. Dung đánh yêu, happy Thanh Nhi Minh.